Hoàng Trọng Thủy và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Little Sài Gòn TV. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục tin nổi bật và thảo luận về thời sự cập nhật ngày hôm nay. Chào anh Hoàng Trọng Thủy. Gửi chào anh Đinh Quang Thái. Bầu cử có gì lạ? Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 7, ngày mai mùng 8 thì cử tri của nước Mỹ sẽ đi bầu cử dưới nhiệm kỳ. Phải nói là trong mấy ngày vừa qua thì cái cuộc bầu cử và vận động giữa hai phía bên Cộng hòa và Dân chủ giáo diết bởi vì đây là một cuộc bầu cử sẽ quyết định thử xem đảng nào kiểm soát đa số tại lương viện quốc hội. À, cho tới bây giờ đó thì các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng Cộng Hòa gần như là sẽ thắng tại Hạ viện nhưng mà về phía Thượng viện thì chưa biết. Hôm thứ Bảy vừa qua thì ba cái đại thụ tức là đương kim Tổng thống Joe Biden, hai cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump sau đó là tới ông Bill Clinton đó, <laughs> đều đi vận động cho gà nhà của mình. Đặc biệt là ông Biden, ông Donald Trump, ông Obama thì đến vận động tại Pennsylvania. Và thưa quý vị, một cách tóm tắt, ngày mai cử tri Mỹ đi bầu những ai? Bầu tổng cộng như vậy là 300... Xin lỗi quý vị. Bầu tổng cộng như vậy là 4... 435 ghế của dân biểu liên bang. 35 trong tổng số 100 ghế của nghị sĩ liên bang và ngoài ra sẽ bầu các thống đốc tiểu bang và những chức vụ quan trọng từ thành phố cho tới quận hạt. trong đó có cái người quan trọng tức là thư ký của tiểu bang là nhân vật mà đứng ra sẽ chứng thực kết quả các cuộc bầu cử. Anh Thị, tại sao các cựu tổng thống mà đương kim tổng thống Joe Biden lại dồn về Pennsylvania? À, hôm uh, thứ Bảy, ông um, cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện Và ở ngoài phi trường nơi ông tới Philadelphia, uh, Pennsylvania đó Người ta thấy một cái chữ rất là lớn Trump One <laughs> Trump muốn hả? Trump One tức là để cho thấy cái thành phần Mà chống lại kết quả bầu cử uh, 2020 vừa rồi đó vẫn tin tưởng ông à, Trump thắng quân, là thắng, thắng. Dạ, vâng và tại tiểu bang Pennsylvania ông Trump ông nghĩ ông vẫn thắng hoặc là ông đã thua ông Biden cho nên đây là một cái cuộc bầu cử mà phải thấy cái sự phân cực nó quá dữ dội chưa bao giờ có và tại sao ông tới đây bởi vì ở đây có cái ghế thượng viện rất là quan trọng Ờ, cũng là một cái quyết định để xem coi thượng viện có giữ lại được cho đảng dân chủ hay là sẽ rơi vào tay đảng cộng hòa bởi vì cho đến giờ phút này đó các kết quả thăm dò vẫn cho thấy rằng 52 tới 54 phần trăm là thượng viện lạng quạng là có thể rơi vào tay đảng cộng hòa lắm mà ở tại đây cũng thế nữa bởi vì ông Feldman ứng viên của đảng dân chủ trước ngày mà ra tranh luận đó thì ông đang khỏe, đùng một cái ông bị đột quỵ, tai biến mạch máu não, mà cũng may mắn một phần là ông còn có sức khỏe để có thể xuất hiện được trong cái cuộc tranh luận với ông Oz của đảng cộng hòa, mà trước đó đó người ta nghĩ rằng khó lòng mà ông Oz bởi vì ông không phải là người dân của Pennsylvania, ông ở New Jersey mà ông tới đây ông nói là ô tô biết về Pennsylvania nhiều lắm ông đi chợ ông còn biết vua giá cả làm sao nữa thì giá cả cũng đã bị lên án vì lúc đó đó là cái thành phần mà ủng hộ trong ông rất là thấp cho nên người ta đang ủng hộ fehrman rất là cao và các cuộc thăm dò lúc đó đều cho thấy rằng nếu mà xảy ra bầu cử vào thời điểm đó đó ông fehrman chắc chắn làm thượng nghị sĩ tiểu bang này đùng một cái bị lâu Và thưa quý vị, cái chuyện của ông đó, cái khổ cho ông đó là lúc mà xuất hiện, ông vẫn muốn xuất hiện bởi vì nếu mà không xuất hiện là coi như tiêu tán đường cái nỗ lực mà vận động vào cái ghế luôn nữa. Khi mà ông xuất hiện đó thì bản tin ghi nhận đó là bên phía vận động họ phải chuẩn bị tất cả cái câu trả lời cho ông hiện lên màn hình bằng cái prompter để ông có thể đọc được. Và cái kết quả bầu cái kết quả tranh luận đó thê thảm luôn mặc dù vậy cử tri giống như người ta nói cái có một cái sự thương hại đối với ông Ferdinand, đó cho nên người ta lại ủng hộ cho ông nhiều hơn đổ tiền cho ông nhiều hơn cho nên nếu ngày hôm nay xảy ra cái cuộc bầu cử thật sự đó cũng bất phân thắng bại lắm bởi vì người ta thấy rằng mức ủng hộ cho ông Oz bắt đầu càng ngày càng tăng, tăng. thành phần cử tri độc lập rất quan trọng bởi vì thành phần cử tri độc lập này đã giúp cho ông Biden thắng ở Pennsylvania 2020 thì liệu rằng thành phần cử tri độc lập này có sẵn lòng vì họ có thể nói vì cái sự thương hại nào đó hoặc là tin tưởng ông Federman vẫn có thể làm việc được một cách hiệu quả khi mà ông vào um, đại diện cho quốc hội ở um, Pennsylvania thưa quý vị nếu mà nói về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều thời giờ bởi vì từ chức nghị sĩ liên bang dân biểu tiểu bang các vị thống đốc phải phân tích một cách chi tiết từng tiểu bang một nhưng mà một cách tổng quát thì phải nói là theo một kết quả một cái cuộc thăm dò ý kiến thì một cái số lớn cử tri của nước mỹ họ bảo rằng vì họ chán ngắn lắm rồi thậm chí tất cả những cuộc tranh luận về chính trị bây giờ dù là về phía cộng hòa dù là về phía dân chủ hay là là những người ghi danh với tính cách cử tri độc lập họ nói là cứ mỗi lần nghĩ tới cái tình hình chính trị hiện nay từ nước mỹ thì họ bị stress tức là chúng ta tạm dịch là bị căng thẳng, bị à? căng thẳng. Ừ. và thậm chí có những người họ bảo là vì cái sự căng thẳng đó họ không làm được cái việc gì trong một ngày của họ cả những công việc bình thường từ trong công sở cho tới những công việc ở trong nhà điều đó cho thấy là những năm vừa qua nó có một cái tình trạng phân rẽ tại xã hội Mỹ và họ nói rằng họ không tin vào cái sự đoàn kết của quốc gia nữa. Tại à, sao Cá nhân mày? anh có bị không? À, thực sự một điều này, này bởi vì mình làm truyền thông mình phải xem tin tức suốt ngày nhưng mà mình chỉ có điều đáng buồn là tại sao nước Mỹ nó lại rơi vào trong một cái tình thế yeah. mà nó phân rẽ một cái đúng, nặng nề như đúng. vậy mà à. cái nguồn gốc của nó là bây giờ trong ngày hôm nay đó về phía ông Trâm và một số những cái vị đảng viên của đảng cộng hòa mà ra tranh tranh cử trong mùa này đó, ừ. chưa chi họ đã nói rằng họ rất nghi ngờ kết quả của bầu cử. <laughs> dạ, vâng. Ông trump thì nói dạ. rằng ông cảm thấy là không có tin tưởng về cái sự gọi là trong sáng của bầu cử tại Pennsylvania chúng ta biết. Arizona là, luôn có uh, những cái vụ thậm chí bây giờ họ kiện, họ nói có những cái lá phiếu bầu của đảng Dân Chủ hoặc là phiếu bầu sớm yes, đó, cũng không được tính vào. Tại vì bao. thế này nè, cái gì nó cũng có lừa thì mới có khói. Ở tất cả cái sinh hoạt trong những cuộc bầu cử của nước Mỹ trong bao nhiêu năm trời, nó không có vấn đề gì hết. Yeah. Cho tới năm 2016, khi mà ông Donald Trump ra tranh cử với bà đối thủ là bà, bà Clinton thì ông đã nói một câu xanh dần. Ông bảo là ông chỉ chấp nhận kết quả của biểu cử, if I win là ừ. nếu tôi thắng, à, tôi là ông Trump đó. Mà ông Trump Đúng có là. một cái ảnh hưởng rất lớn trong đảng Cộng Hòa. Thành thử ra bây giờ người ta tính rằng trong tổng số hơn 600 người của Cộng Hòa ra tranh chức năm nay đó, từ nghị sĩ, dân biểu, thống đốc và các chức vụ khác của tiểu bang và quận hạt đó, thì 306 người của phía Cộng Hòa. Họ vẫn nói rằng họ nghi ngờ kết quả yeah. của bầu cử năm 2020. Chúng ta mất thì giờ nó đi nó lại. Nhưng mà cần phải nói rất rõ ràng. Các vị thẩm phán tối cao pháp viện do ông Trump bổ nhiệm trong đó có nhiều người. Các vị thẩm phán từ các tiểu bang của Đảng Cộng Hòa ừ. đã bác bỏ hơn 60 vụ kiện của ông Trump về yeah. kết quả của bầu cử. Rồi tối cao pháp viện gồm 9 vị cũng nói rằng cuộc bầu cử trong sáng các vị thuộc Hội đồng An ninh... Xin lỗi quý vị. Thuộc Bộ, uh, Bộ An ninh Nội địa của ừ. Mỹ cũng xác nhận rằng cuộc bầu cử không có gian lận. Nhưng mà cái điều đó không thuyết phục được một số cử tri mà tin theo ông Trump. Gà. Thành thử ra ngày hôm nay nè là ngày 7 tây tháng 11 năm 2022. Chúng ta sẽ phải đối đầu với một cái tình hình nữa yeah. trong những ngày sắp tới. Thí dụ một vài chức vụ nào đó của Đảng Cộng Hòa mà họ thua. Thì họ sẽ bảo không, chúng tôi không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Hoàn toàn thị đồng ý vào ngày hôm nay đó họ đã có những cái cuộc thăm dò tại những tiểu bang tranh chấp đó kể cả các ghế dân biểu Mặc dù chúng ta thấy nhìn chung á, cái kết quả bầu cử là đang nghiêng về phần thắng cho Đảng Cộng hòa nhưng mà cá nhân của các ứng viên á, là họ lại không đồng ý cho nên họ nói cái kết quả bầu cử ngày mai buổi tối và thậm chí đến ngày thứ tư luôn nữa ngoại trừ cái khoảng cách nó quá lớn luôn Chứ còn cái khoảng cách mà vài phần trăm là coi như sẽ không định đoạt được cái kết quả cho đến giờ uh, cho đến khi nào họ kiểm chết kiểm tra hết mà ngay cả khi kiểm tra xong rồi đó thì thành phần uh, ứng viên của Đảng Cộng hòa vẫn có thể tranh chấp cái kết quả đó nữa và sẽ còn kéo dài cho tới sang năm luôn. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ bắt đầu phần 2 và chúng tôi sẽ nêu lên với anh Hoàng Trọng Thị một số câu hỏi để mong anh Thị có thể giải đáp được uh, sau ít phút thông tin thương mại.